Bởi vì nhiều tiền mà, có phải ít tiền đâu. Thế thì chị đợi em gọi, em gọi cho shop xem nào nhé. Ừ. Để em xíu. Đây là hàng Shopee. Anh Tư để em gọi cho nó nhé. Đây là hàng Shopee, nó không cho xem nhưng mà em phải gọi cho nó đã. Cái hàng nào mà không cho xem thì chị. Hàng Shopee nó bảo là không đồng kiểm thì anh phải đợi em gọi cho nó, nếu mà nó đồng ý thì cho xem, còn không đồng ý cho xem thì mang về. Mấy triệu giống như cái bọn cục gạch kia, mẹ nó đặt cọc năm củ xong nó cuối cùng ra mở ra một cục gạch ôm nhỏ. Không, nó đặt một điện thoại ốp iPhone Pro Max 12 triệu nó về mang là một cái gạch vỡ. Ông Tuấn lên Tuấn. Đi à, nếu mà không cho kiểm tra này không ăn nha. Hôm ra là cộng 5 triệu rồi, mở hộp ra cho mấy cục gỗ ấy. Thế à? Đi cho kiểm tra. Một khúc gỗ ấy. Một khúc gỗ ở đây á. Đúng rồi. Mấy hàng chân mình cầm cho. Đố đi điên mà là lo. Hả? Là cầu gỗ. Cái này phải ô đâu, cái này làm gì? Đây em chị. Không, không phải là lo nữa đâu mà chỉ sợ thực hiện không đủ. Alo. Alo à? À, em ở bên giao hàng GNT đấy ạ. Em giao hàng cho bên mình có đơn hàng cho khách là lưu đại thì bên mình có cho xem hàng không? Có, anh cứ nhắn tin, không em nhắn tin nữa. À, và anh nhắn tin cho em là cho xem hàng cho em nhé. Vâng, vâng, vâng ạ. Có. Bây giờ em phải đồng kiểm, em phải quay clip cho chị mở được hộ em. Bảo anh mở em. Vâng. Nguy hiểm quá, chị có đi tù hết thế à? Không. Đéo rồi đấy ơi. Để quay lại để xem là nó có đủ không. Không đủ đâu, bọn em còn biết có chứng cứ gọi cho người ta. Chị lấy kéo cắt đi. Không dành cho ta. Đánh gà nhau. Mấy đứa này đánh nhau. Cắt như này này. Thế này này. Vâng vâng. Đừng cắt cái đấy, chị cắt thẳng luôn ra mày rạch ra luôn. Cắt thôi. Ôi dồi ôi. Cắt thẳng ra này luôn. Cái gì đấy, hàng gì đấy? To thế. Bạc túi. Đấy. Em quay cả khán giả đi. Không thì quay hàng đi, còn thiếu còn biết. Đi như này làm thêm kênh YouTube vào cũng được chứ sao? Không được. Ai cũng toàn những người kiểu đi hay đi như thế này, người ta làm kèm theo luôn mà. Hôm nay 30 đi nhà đông. Đi về đi mai giả tiền ở lại làm gì? Hả? Ở đây ăn cơm không? Không làm thế đó, không ngồi. Ôi bị trứng mà đòi tiền luôn á. Xe gì à? Xe cầm bán nhé. Xe... Này cầm anh. Xe chỉ con. Xe... To thế này thảo nào. To đi. Nặng quá. Lớn đi được à? Cái này nặng á. Nó có cả đèn á. Cái này chỉ cần có bố mày ơi. Số. Lát nữa đi đường này. Này bố tao không đi được. Số. Phải tập. Có cho nhà đi xin đi. Tại ơi. Ốc mà. Cái đầu này. Nè con. Bao tiền anh Thái ơi? Bao tiền đấy? Chú dư anh đang nốt rồi, có gì đâu mà. Chứng bây giờ lên 500 rồi á. 495.000, 500.000 thì có gì đâu mà lên rồi á. Thế mai trả. Hả? Mai trả. Mà anh bán cái giá tương quần lên chú xem. Nghìn mấy? Nghìn mấy? 16 giây. 500 tính vậy, 500 tròn mà. Làm gì đến 500? Nó xuống đây nó mặc. Không xé cái này nhá. Hả? Không xé. Nó không bán rẻ, bán đắt. Mừng Khương ở đâu bán rẻ? Mừng Khương hay sao? Thế người ta bán có 55.000.
Trứng số ông bán 30.000 một vỉ, nó về nhà em mua nó đòi trứng 30.000 vỉ. Em ơi, cái trứng em biết nó thối. Đi tìm quả nó về, nó đéo ăn được quả nào luôn. Đi tìm ông Thái, đi, ông Thái bán này. Ông vào thối ăn được không? Em hỏi em xem cái quả trứng em đi qua. Không, bây giờ ông nào cứ đòi trứng rẻ em cứ bảo đi tìm ông Thái ấy. Chú phải biết rằng trứng ấy đi qua thôi nó bán. Em cần đéo biết các ông thích bán kiểu gì bán, tóm lại không mua đi xuống Mường Khương mà mua chồng. Mà chúng là người bao. Anh đi ô tô. Người bao hôi nó thì cái này chính là mai đây. Đây. Hả? Kinh khủng thật. Là đi kiểu như thế. Ba đời nhà hải chung. Còn chưa hiểu ra. Cứ thế này mà đi thôi. Không, nó cân bằng ấy mày. Lên ngồi nó không ra được. Có cái gì mà. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Thế là mẹ ngồi. Nhưng mà cô lấy, em lấy cho. Kêu á. Nó tự dưng giữ con cá cho bà chính ra. Thì chứ ai để em mẹ mày mẹ. Có phải lên ngồi đi. Hai thứ. Ai dám ngồi rồi. Đây anh. 3.047.000. Con nghe bên đấy đâu, con nghe là trước đi. Con nghe trước đi. Con nghe trước đi. Cứ đứng thẳng nó không biết đi mà. Con nghe trước đi. Nhưng mà mẹ lại cứ tưởng có phải chạy đi. Con dẫn sao lại con dẫn đây mà. Đây này lên xuống xuống rồi mà cái này. Ừ.